Đây 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 là một chiếc xe chở tên lửa nha. Đấy mình bắn khủng long luôn là chơi luôn nha. Này các bạn nhìn nha, 1 2 3 hoang. Ui trời ơi, mà nó quá là xịn nào. Chạy luôn nha. Quen quen phi phi phi. Ôi trời, nào tiếp theo là một chiếc xe cẩu múc cát đẳng cấp luôn. Ui wow, nào tiếp theo là xe tải chở cát nha, xịn sò và đẳng cấp rồi. Ấy ui trời ơi, nào tiếp theo là xe chở thú này. Nào đẩy đẩy nào, win 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 win. Wow, nào tiếp theo, ui chiếc xe này đẳng cấp này. Ui cá mập siêu bạo chúa nha. Ấy quen quen, ui trời đẳng cấp chưa. Nào à, xe cẩu rác này. Ui nói tiếp theo nào, xe máy xúc cát khủng long siêu bạo chúa. Ấy ui trời, nào chạy nào, quen quen. Nào xe container chuyên đi chở hàng nha. Ấy, ui trời, ô tô cảnh sát G65 nha. Đấy, chiếc xe đẳng cấp luôn. Ao, ui xe lưng hàng này. Ấy, wen. Wow. Ao, à máy cày ruộng. Ui trời, bốc đầu à. Đây là xe này là xe chuyên đi kéo lúa, kéo ngô, kéo khoai nha các bạn nha. Chiếc xe này quá là xịn luôn. Đấy, nốt bằng cao su này. Đấy, xịn luôn đấy các bạn ạ. Đẳng cấp luôn, ngầu luôn. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Nếu mà đẹp thì comment dưới bình luận cho mình biết nào. Đấy, quá là xịn luôn chiếc xe này. Nào tiếp theo là một chiếc xe container 2 tầng chuyên đi chở ô tô phân phối trước đại lý ô tô nhá. Đây là một chiếc xe container 2 tầng chuyên đi chở ô tô ấy các bạn ạ. Đấy, đẳng cấp luôn, chở luôn cả máy cày để đi làm việc luôn này. Đấy, chở luôn cả xe trộn bê tông là xịn xò luôn này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy đẳng cấp chưa? Uầy, động cơ rất là mạnh. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải nhá. Một chiếc xe cảnh sát. Đấy, các bạn thấy màu trắng rất là đẹp nhá. Đấy, chiếc xe cảnh sát này rất là đẹp luôn. Đấy, có thùng nhá, đây là xe bán tải đấy các bạn ạ, rất là đẹp. Nào tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nhá. Đây là ô tô cảnh sát G65 này. Đấy, ô tô cảnh sát rất là đẹp luôn. Đấy, mở được cả cốp luôn đấy các bạn ơi. Đấy các bạn thấy đẹp chưa. Đấy, chiếc xe này rất là xịn luôn. Đó, các bạn thấy chiếc xe này đẹp không? Nào, lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải này. Xe tải chở ô tô cảnh sát nữa này. À, chiếc xe này 2 tầng luôn này các bạn ơi. Chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát 2 tầng luôn. Cabin màu trắng nha. Chiếc xe chở ô tô cảnh sát Mỹ luôn này các bạn ơi. À, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Đấy, rất là đẹp luôn đúng không? Đấy. Đấy, đẹp quá. Nào, đây cũng là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát nữa này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa? Xịn sò chưa các bạn ơi? Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, đây là một chiếc xe tải địa hình này các bạn. Đấy, đây là xe tải địa hình nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, xe tải địa hình luôn, rất là xịn luôn. Đấy. Các bạn thấy chiếc xe này đẹp không? Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất là đẹp và mới luôn. Rất là xịn sò luôn, một chiếc xe tải chuyên đi chở đất này. Đấy. Đấy. Chạy bằng 6 bánh, 8 bánh à, 6 bánh các bạn ạ. Đấy. Nào. Đây là xe container chuyên đi chở hàng này. Xe container của Mỹ này các bạn ơi. Đấy. Đẹp chưa? Wow. Xe container 2 tầng luôn này. Đấy, 2 tầng nha, xe container chở ô tô ấy các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp chưa? Đấy, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe container, cũng là xe container chở hàng này. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi. Chiếc xe này cabin màu đỏ nhá. Cabin màu đỏ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Nào, đây có một chiếc xe này là một chiếc xe vận tải. Vận cẩu này các bạn. Đấy. Chiếc xe vận tải vận cẩu này rất là đẹp luôn. Lặng lắm ấy các bạn ạ. Ồ, chiếc xe này quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Đấy, như thật luôn. Có gương luôn này, có gương luôn nhá. Quá là đẹp luôn này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là to khổng lồ luôn. Đấy. Nào. Tiếp theo nào, mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là một chiếc xe quân sự chở tên lửa nhá. Đấy. Một chiếc xe quân sự chở tên lửa rất là đẹp này. Đấy các bạn thấy không? Một chiếc xe quân sự chở tên lửa này rất là xịn luôn. Đấy. Đẹp chưa? Các bạn thấy đẹp chưa? Mình quay cho mọi người xem nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là xịn luôn. Đấy. Xe quân sự chở tên lửa. Nào, đây là một chiếc ô tô cảnh sát này. Ô tô cảnh sát G63 này các bạn. Đấy. Ô tô cảnh sát G63 này rất là đẹp nhá. Đấy, bánh quay rất là tít này. Đấy. Có cả lốp dự phòng này, lốp dự phòng luôn này. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Nào.
Tiếp theo là xe cẩu múc cát này, gầu bằng sắt nguyên khối luôn nhá. Đấy, đây là xe cần cẩu múc cát cần dài này, cần rất là dài luôn này các bạn ơi. Đấy, rất là dài luôn nhá. Chiếc xe này là xe cần cẩu múc cát ở dưới sâu ấy, bởi vì cần rất là dài này. Đấy, múc được rất là xa ấy các bạn ạ. Nào, đây có một chiếc xe máy xúc cát khủng long. Nâng cần hạ cần này. Đây mình bấm hạ lưng cần, nâng cần nha. Wow, ui trời, ui, wow, ui. Nào, các bạn đánh ngầu chưa? Wow. Nào, chạy thử nha, bây giờ mình chạy thử nha. Nào, ui, nó là quá đẳng cấp, ui, trời, ui. Ái chà, máy xúc cát, ui. Wow, hay chưa, ui, ngầu chưa? Xe cần cẩu màu cam xịn sò và đẳng cấp đấy các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe cần cẩu màu cam đấy không? Wow, xe cần cẩu này đẹp đấy các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ để chiếc xe cần cẩu này ở đây à, xong cùng mình đi tìm những chiếc xe đồ chơi xịn hơn chiếc xe này các bạn nhá. Đây thôi, đây là một chiếc tàu thủy à. Một chiếc tàu thủy chở các con vật biển này. Ở bên trong chở con cá biển này, con rùa này, con cua này. Đấy, con cua hoàng đế luôn đấy các bạn ạ. Ở bên trong chở con cua hoàng đế luôn nhá. Wow, một chiếc xe lửa xịn sò quá các bạn ạ. À, không phải, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cẩu múc cát xịn sò quắc các bạn ạ. À, các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe máy xúc cát này không? Ui, máy xúc cát điều khiển mình bật lên để chơi các bạn cùng xem nhá. Đây là cái điều khiển của chiếc xe này, mình điều khiển xoay cần 360 độ và nâng gầu và hạ gầu đấy các bạn ơi. Ồ, một chiếc xe máy xúc cát gầu bằng sắt nguyên khối các bạn ạ. Đấy, các bạn có thích chiếc xe máy xúc cát này không? Nếu các bạn thấy chiếc xe máy xúc cát này đẹp thì các bạn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhá. Đấy, các bạn thấy không? Xịn sò quá các bạn ơi. Đấy, lên cần hạ cần các kiểu luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, đây là một chiếc xe địa hình điều khiển xịn sò đẳng cấp này các bạn ơi. Đấy, mình điều khiển chiếc xe này phải nói là chiếc xe này quá là xịn luôn, quá là ngầu luôn. Wow, đấy, điều khiển bốc đầu luôn. Các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe ô tô địa hình điều khiển từ xa xịn sò này không? Wow, bốc đầu này. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Bốc đầu này. Wow, bốc đầu quen. Xoay 360 độ luôn, một chiếc xe xe này là xe ô tô điều khiển từ xa xịn sò ấy các bạn ạ. Ui, xịn chưa? Wow. Đây nữa các bạn ạ. Đây rồi, mình tìm thấy có cả ô tô địa hình này. Đây là một chiếc xe địa hình đấy các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe địa hình đấy không? Ui, đây là một chiếc xe lửa xịn sò các bạn ạ. Một chiếc xe lửa chở kim cương luôn các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe lửa chở kim cương này không? Đây nữa. Đây này, mình lại tìm thấy một chiếc ô tô địa hình điều khiển từ xa xịn sò đẳng cấp này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc ô tô điều khiển từ xa này không? Đấy các bạn ơi, wow, chiếc xe này đẹp quá ha. Bây giờ mình sẽ chơi luôn các bạn nhá. Đây là một chiếc xe tăng điều khiển từ xa xịn sò và cái điều khiển đẳng cấp này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe điều khiển xịn sò này không? Wow. Pang 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 pum 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 pum. Đấy, một chiếc xe điều khiển phải nói là quá là xịn luôn, quá là đẳng cấp luôn. Các bạn thấy hay chưa? Đây là một con cá heo đồ chơi mới đẹp này. Đây rồi, mình phát hiện ra ở đây còn rất là nhiều đồ chơi mới nhá. Đó, các bạn ơi, đây là một chiếc xe xe điều khiển xịn sò đẳng cấp luôn. Pip 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 pip, xoay 360 độ, xịn sò luôn. Wow.